Hôm nay mình xin mách với các bạn cách để nhịn đại tiện trong tình huống khó xử. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị. Không thể lường trước được rằng một lúc nào đó, chúng ta cần phải nhịn đại tiện. Có thể bạn đang ở một nơi khó mà xoay sở để đến được nhà vệ sinh, hay bạn quá ngại phải dùng toilet. Bạn sẽ làm gì? Sau đây là những mẹo sẽ giúp bạn tạm thời kìm nén việc đi ngoài. Cách thứ nhất, kìm nén đại tiện bằng thủ thuật thể chất. Một là cố gắng đứng thẳng hoặc nằm xuống để giữ phân lại. Tư thế không nên thực hiện nhất nếu như bạn đang cố nhịn đi ngoài chính là ngồi xổm. So với việc đứng hay nằm thì ngồi bình thường cũng không phải là một tư thế hiệu quả nếu muốn nhịn đại tiện. Lý do là vì thông qua các nghiên cứu, ngồi xổm được xem như một tư thế lý tưởng để đi ngoài. Khi chúng ta ngồi xổm, áp lực sẽ tác động lên ổ bụng, thúc đẩy quá trình bài phân ra ngoài. Tư thế đứng hoặc nằm sẽ loại bỏ một phần áp lực tác động lên ổ bụng. Chỉ cần thay đổi tư thế một chút, bạn sẽ có thể giữ được phân lại bên trong cơ thể cho đến khi có cơ hội đi toilet. Nếu phải ngồi, bạn nên thay đổi tư thế của mình trên ghế. Việc ấn mông lên một bề mặt cứng như ghế bằng kim loại cũng sẽ hữu ích. Hai là thắt chặt cơ mông hết sức có thể. Về cơ bản, bạn đang đặt áp lực lên chỗ phần nơi trực tràng nhằm giữ chúng lại bên trong cơ thể. Đây thật sự là cách tốt nhất để nén việc đi ngoài. Khi bạn siết mông lại, trực tràng sẽ căng ra, nhờ vậy mà phân được giữ lại bên trong. Sẽ khó mà nén phân lại nếu cơ quanh trực tràng của bạn yếu. Nếu dây thần kinh ở vùng này bị tổn thương, có khi bạn thậm chí còn không biết được phân đã bị thải ra ngoài. Đi khám bác sĩ nếu những trường hợp này xảy ra. Ba là cố gắng đại tiện vài giờ trước khi tham dự sự kiện và đừng ăn thêm. Về cơ bản, bạn nên đi cầu trước khi đến nơi bất tiện cho việc đại tiện. Giải quyết sạch sẽ trước tại nhà là ý hay để tránh tình huống đó, hãy lường trước vấn đề. Chẳng hạn, nhiều vận động viên chạy đường dài có thể đối mặt với điều này, họ cảm thấy như mình cần đại tiện khi đang thi đấu. Một cách khác để tránh tình huống khó xử này là hạn chế ăn thực phẩm có hàm lượng chất xơ cao trước khi cuộc thi hay sự kiện diễn ra, vì những thức ăn này thúc đẩy việc đi ngoài. Những thực phẩm sản sinh khí ga như đậu, cám, trái cây và rau sống cũng có thể thôi thúc nhu cầu đi ngoài. Cố gắng hạn chế dùng những loại thức ăn này trong vòng 2 giờ trước khi sự kiện diễn ra, nếu không bạn sẽ buồn đại tiện. 4 là hạn chế uống cà phê. Một số nghiên cứu đã chỉ ra liên kết giữa việc uống cà phê và đại tiện. Mặc dù điều này không được chứng minh một cách rõ ràng, nhưng nếu bạn uống cà phê trong lúc đang cố nhịn đại tiện, bạn cũng có thể sẽ buồn tiểu. Sẽ khó nhịn hơn nếu hôm đó bạn chưa đi ngoài lần nào. Một nghiên cứu đã chứng minh có thể kích thích đại tiện nhiều hơn nếu người uống chưa đi ngoài. Nghiên cứu cũng cho thấy tác dụng sẽ càng rõ rệt hơn vào buổi sáng. Cách thứ hai là kìm nén đại tiện bằng tinh thần. Một là đừng nghĩ về điều đó quá nhiều mà hãy trấn tĩnh bản thân. Bạn càng suy nghĩ về việc đi ngoài thì sẽ càng khó nín nhịn hơn, tỏ ra thư giãn và cố nghĩ về chuyện khác. Giữ sự từ tốn. Mặc dù tư thế đứng có thể hữu ích, nhưng nếu bạn bắt đầu thực hiện những hành động đột ngột hay làm điều gì đó đòi hỏi phải gắng sức như chạy, bạn sẽ khó kìm nén hơn. Trên hết, hãy giữ phong thái và tỏ ra bình tĩnh. Bạn nhất định không nên buồn chồn hay chắp tay về phía sau. Đó là tất cả những gì mà chúng ta cần thực hiện về mặt tinh thần nhằm đối phó với tình huống. Hai là tự phân tán tư tưởng để không tập trung quá nhiều vào việc đi ngoài. Nghĩ về những chuyện khác gây sao nhãng, chẳng hạn như hình ảnh chú mèo con đang âu yếm và cọ vào bạn, hạn chế tâm trạng quá vui vẻ vì bạn có thể gặp sự cố thật sự bên trong quần. Tìm một câu về điều gì đó không liên quan và lặp đi lặp lại trong tâm trí. Một cách khác để phân tâm bản thân là nói chuyện với người nào đó. Xem TV, đọc sách hoặc nghe nhạc, làm bất cứ việc gì có thể tập trung tâm trí sang chuyện khác trong giai đoạn này. Một công việc đòi hỏi sự tập trung về trí óc như trò chơi ông chữ hay liệt kê những điều cần làm là phù hợp nhất. Ba là vượt qua sự ngại ngùng và chỉ làm việc cần làm. Nếu gần đó có toilet nhưng bạn lại không sử dụng ở thời điểm đó vì bạn đang hẹn hò chẳng hạn, đừng ngại, cứ tự nhiên. Đại tiện là một phần của cuộc sống và ai cũng phải làm điều này. Bạn sẽ cảm thấy đỡ lúng túng hơn nếu biết cách xử lý mùi hôi. Chẳng hạn, sau khi đi xong, bạn có thể xịt một ít nước hoa vào không khí trong phòng vệ sinh, chuẩn bị trước bằng cách luôn mang theo một chai xịt phòng hoặc nước hoa nho nhỏ. Những nguy cơ từ việc nhịn đại tiện.
một là nhận ra những nguy cơ của việc nhịn đại tiện. Có rất nhiều nghiên cứu về điều này, kiềm nén việc đi ngoài là điều không tốt, đặc biệt là nếu lặp đi lặp lại và nhịn trong thời gian quá dài. Có trường hợp, một thiếu niên người Anh đã chết sau khi không đi ngoài trong 8 tuần. Đi ngoài thật ra chỉ là một hoạt động làm sạch ruột, đây là yếu tố cơ bản cho một sức khỏe tốt. Nếu không đại tiện, cơ thể sẽ hấp thu trở lại nước trong phân, điều này chỉ nghĩ thôi cũng khá là kinh khủng. Nếu buồn đại tiện nhưng không đi được, bạn nên đi khám. Bạn cũng có thể uống thuốc làm mềm phân hay thuốc trị táo bón với thành phần chất xơ. Xin nhắc lại, vấn đề này khác với việc đơn giản muốn tạm thời nhịn đi ngoài nhằm tránh sự bối rối nhất thời. Mặc dù các chuyên gia nói rằng việc nén phân lại trong chốc lát cho đến khi bạn có được thời gian chấp nhận được về mặt xã hội để đi ngoài dường như không gây ra vấn đề nghiêm trọng gì, nhưng các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy những người thực hiện việc này một cách thường xuyên do đặc thù công việc, ví dụ như giáo viên hay tài xế xe tải, sẽ có khả năng gặp những vấn đề về táo bón. Hai là đi khám bác sĩ nếu bạn gặp vấn đề với khả năng điều khiển đại tiện. Điều này được xác định nếu như có chất thải rắn xón ra từ trực tràng của bạn một cách không có chú ý. Nếu không thể đi ngoài đúng giờ và đều đặn, bạn nên đi gặp bác sĩ. Chất thải rắn là thuật ngữ được dùng để chỉ chất thải dưới dạng rắn được bài tiết khi đi ngoài, thường được gọi là phân. Đại tiện không tự chủ là tình trạng rất phổ biến, ảnh hưởng đến nhiều người. Bệnh lý này thường gặp hơn ở người lớn tuổi, nhưng không phải ai cũng mắc phải. Nguyên nhân dẫn đến đại tiện không tự chủ là do sinh khó, sức khỏe tổng quát yếu, bệnh tật hoặc tổn thương. Ba là hiểu về cách con người đại tiện. Chúng ta sử dụng một cơ gọi là cơ mu trực tràng để đi ngoài. Cơ này đại khái như một sợi dây thắt ngang trực tràng. Khi bạn ngồi xuống bồn cầu, cơ giữ trực tràng được thả lỏng một cách cục bộ. Nếu bạn ngồi xổm, cơ này sẽ hoàn toàn được thả lỏng và khiến việc đại tiện diễn ra dễ dàng hơn. Phân là một tập hợp gồm chất xơ, vi khuẩn, chất nhầy và những tế bào khác. Những chất xơ có thể hòa tan được như đậu và các loại của hạch sẽ trở thành một phần trong phân. Ngoài ra, còn một số thực phẩm khó tiêu khác, chẳng hạn như ngô hay cám yến mạch. Lời khuyên, khi vào toilet, bạn nên thả một lớp giấy vệ sinh vào bồn cầu. Điều này giúp cho tiếng phân rơi xuống nhỏ hơn và nước bồn cầu sẽ không bắn lên phần thân dưới của bạn. Không nhịn đại tiện quá lâu, điều này có thể dẫn đến những bệnh lý nghiêm trọng. Mang theo một tờ báo cũ, khăn giấy hay một cuộn giấy vệ sinh trong ba lô hay túi sách để dùng thay thế giấy vệ sinh trong trường hợp toilet mà bạn đi không có giấy. Nếu bạn nhất thiết phải đi, hãy dội càng sớm càng tốt. Bạn càng để lâu thì nhà vệ sinh càng ám mùi. Cố gắng tìm một nhà vệ sinh thật kín đáo. Nếu đang ở nhà, bạn có thể đưa ra một lý do để đi lên tầng trên. Tôi cần đánh răng hay tôi đi lấy ít đồ trên lầu. Hít thở một cách chậm rãi, tránh đặt bản thân vào những hoạt động thể chất. Nếu bạn cảm thấy muốn trung tiện, cố kìm lại vì điều đó có thể khiến phân xón ra ngoài. Không nên lắc lư hay nhảy nhót quá nhiều. Những động thái này sẽ tăng thêm phần khó chịu trong nỗ lực nín nhịn đại tiện. Cảnh báo, việc nhịn đại tiện thường xuyên sẽ gây ra các vấn đề về ruột già, trướng bụng và gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ